em xin tự giới thiệu, em tên Nguyễn Văn Thảo, năm nay 29 tuổi. Hiện tại em đang làm thiết kế in ấn cho công ty bao bì. Em đang sống và làm việc tại Củ Chi. Quê bạn ở đâu? Dạ, quê gốc em thì ở ngoài miền Trung, nhưng mà hiện tại em có nhà riêng ở Củ Chi. Nhà riêng đó là nhà của mình hay là gia đình mình để lại? Của mình vậy, em mới mua năm ngoái. Rồi em làm gì mà em mua nhà được giỏi vậy? Cũng gặp hên nhiều. Ta làm gì hỏi người ta chi, hỏi sao cho biết, bắt trước làm. Được. Rồi mời bạn nữ giới thiệu. Chào chị Cát Tường và anh Quyền Linh. Chào bạn. Em tên là Nguyễn Thị Thu Lập, em 22 tuổi, hiện đang là chuyên viên tư vấn tuyển sinh đại học trực tuyến Topeka. Em quê ở Củ Chi ạ. Ồ. Nếu bây giờ mình tìm được bạn trai thì mình dự tính là bao lâu mình sẽ tiến tới hôn nhân được? Dạ em nghĩ là khoảng 2 năm ạ. Quen tìm hiểu 2 năm rồi cưới cũng được rồi. Bạn nam thì như thế nào? Dạ càng sớm càng tốt vì tại giờ em ở mình buồn. Anh có bao nhiêu mối tình rồi? Dạ em có 2 mối tình, chia tay cũng lâu lâu rồi. Lâu lâu rồi hả? Dạ. Vấn đề là anh đi tìm vợ, anh tìm như thế nào? Người ra sao? Nếu mà đẹp như chị Cát Tường thì chắc không được rồi. Em chỉ cần bình thường chút thôi. Dạ, em diễn tả đi, em có cái chuẩn mẫu người lý tưởng của em không? Em diễn tả dạ, cho em. Dạ, giống Nhã Phương chút. Ừ, hầu cũng thấp quá hả? Dạ. Bạn nữ mình có đặt ra tiêu chuẩn bạn trai như thế nào không? Trung thực, không biết nói dối, không phải là người gia trưởng. Và phải biết câu quan tâm, chia sẻ việc nhà với lại người vợ của mình. Ồ, bạn trai có biết làm việc nhà không bạn? Em tự làm, không có ai làm đâu chị. Dạ như vậy tốt quá. Rồi còn cái gì bạn không thích ở bạn trai? Hút thuốc. Còn thuốc không? Dạ có. Lúc mà em làm việc áp lực với lại nhậu nhẹt bạn bè thì cũng có hút. Thì mình hạn chế bớt rồi từ từ mình anh bỏ. Anh hút luôn. Một ngày mấy gói anh? Một ngày nửa gói em. À, hơi nhiều đó. Em có thích bạn trai nhậu nhiều không? Dạ em cũng không xét quá sắc nét, có thể nhậu với em được. Nhậu với em được. Ừ, em muốn được mấy chai? Một chai. Một chai hả? Chai rượu hay chai bia? Chai bia. Trời ơi, có một chai mà rượu người ta nhậu hết hồn, tưởng đâu nhậu được nhiều. Và quý vị hãy bình chọn cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò tại giải Mai Vàng lần thứ 22 bằng cách hãy vào trang fanpage của Bạn Muốn Hẹn Hò xem thông tin và bình chọn dùm cho Bạn Muốn Hẹn Hò và hai MC rất là duyên dáng và đáng yêu. Cách bình chọn cho chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò ở hạng 1, chương trình truyền hình được yêu thích tại giải Mai Vàng lần thứ 22 năm 2016. Truy cập fanpage chương trình www.facebook.com/bạn muốn hẹn hò và làm theo các bước. Bước 1, truy cập link bình chọn giải Mai Vàng 2016. Bước 2, điền đầy đủ thông tin vào các ô, điện thoại di động, số dự đoán là tổng số phiếu tham gia đề cử hợp lệ. Mã xác nhận, hãy nhập kết quả phép toán. Tên, nhập tên chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò và chọn vào ô chương trình truyền hình, sau đó bấm vào gửi thông tin. Bước 3, nhắn tin chứng thực số điện thoại, soạn tin nhắn điện thoại, Mai Vàng gửi 8001 để chứng thực số điện thoại thì phiếu đề cử mới hợp lệ.